Xót xa chú chó khóc nghẹn trong đám tang chủ. Chủ nhân của chú chó này vừa mới qua đời. Trong đám tang của ông, chú chó đã theo ông suốt những năm qua, bật khóc nức nở khiến ai cũng thương xót. Con bầu á nói vậy nè, mày bớt cố đi rồi nhà nó đói không ai lo cho nó ăn. Đến đây là, đến đây con, đến đây. Ngày đó ai cũng mang trong mình một nỗi đau riêng, chẳng ai rõ chú chó này có hiểu những gì đang diễn ra không. Song kể từ giây phút mất đi bố, nó cứ nằm đó khóc mãi chẳng ngừng, nước mắt thì chảy dọc, còn tiếng nức nở thì mãi không dứt, nó khóc đến gần như không thở được. Từ nay em sẽ không được nghe tiếng bố dỗ dành nữa, không được bố cho ăn, không được bố cưng chiều. Những hình ảnh và câu chuyện về chú chó trung thành này đã lấy đi không ít cảm xúc và cả những giọt nước mắt của nhiều người. Chó là loài động vật trung thành và rất tình cảm, đặc biệt là với chủ nhân của mình. Dẫu không ai khẳng định rằng chó có thực sự biết đau buồn hay không, song qua nhiều câu chuyện, ai cũng có thể tự cho mình một câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!